cây trúc nước, hay còn có rất nhiều các tên gọi khác là cây phát lộc này, cây búp sen này, hay là cây ba ngọn. Cái hàng này ấy, thì ban đầu nó là hàng tàu bạn ạ. Sau đó thì đây là những cái cây này là Văn Giang Hưng Yên chúng tôi tự trồng mà chuyên làm về cái hàng này luôn. Nên là ở đây các bạn nhìn thấy là dễ này. Đặc biệt của cái cây này là nó cứ xanh quanh năm như thế này. Và hai nữa là để được trong nhà, cây rất là bền, đẹp, dễ nuôi, dễ chăm sóc, không có sâu bệnh gì cả. Các bạn có nhu cầu mua cây trúc nước thì vui lòng liên hệ nhá. Số điện thoại là 0977973535 ạ. Bạt ngàn đúng không ạ? Đó. Đặc biệt là nhà mình có thể gửi được đi xa, ví dụ như gửi vào miền Nam hoặc là gửi đi các cái tỉnh khác, thì nhà mình đóng các cái thùng xốp như thế này ạ. Một thùng là 30 cốc ạ.